Thời gian qua, tại huyện Kim Động và các địa phương trên địa bàn tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lôi kéo nhau thành từng nhóm mang theo hung khí khi tham gia giao thông, thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Nhằm ngăn chặn tội phạm đường phố, Công an huyện Kim Động đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có tổ chức ký cam kết với các cơ sở xưởng hàn xì trên địa bàn. Theo tổng hợp của Công an huyện Kim Động, trong 2 năm 2022 và 2023, trên địa bàn huyện đã xảy ra 24 vụ gây rối trật tự công cộng liên quan đến thanh thiếu niên với trên 40 đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 12 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, phạt với số tiền trên 60 triệu đồng. Trước tình hình trên, Công an huyện đã phối hợp với chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, lực lượng Công an huyện đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh thiếu niên hư, tổ chức ra soát và ký cam kết với gần 200 cơ sở sản xuất hàn xì trên địa bàn, trong đó có nội dung không hàn hung khí, dao mã tấu, nhất là đối với đối tượng là thanh thiếu niên. Từ khi phát động phong trào của xã đấy là có các đối tượng nào đến bảo tôi làm các đồ hung khí nóng là cương quyết tôi không làm. Đương nhiên trong cái sản xuất đó thì nó cũng có liên quan đến vấn đề có thể thanh thiếu niên đến vẫn có thể là nhờ để mà tạo những cái loại kia, thì chính vì cái đấy cho nên là chúng tôi cũng vẫn chỉ đạo cho lực lượng công an phải có cái cam kết đối với các cái chủ cơ sở. Thì từ năm 2022 đến nay thì đối với trường hợp chúng tôi thì cũng không xảy ra một cái vụ việc gì. Công an xã Hiệp Cường và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác rà soát và tổ chức ký cam kết đối với gần 10 cơ sở chuyên sản xuất, chế tạo liên quan đến khung nhôm, hàn xì sắt trên địa bàn xã và được các chủ cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh. Đặc biệt, các chủ cơ sở còn cam kết nếu có thông tin phát hiện các đối tượng thanh thiếu niên có dấu hiệu đến thuê để hàn mã tấu, dao kiếm sẽ thông báo, cung cấp thông tin cho lực lượng công an. 100% các chủ cơ sở đã cam kết và đến thời điểm hiện tại xã Hiệp Cường cũng chưa phát hiện được cơ sở nào là có cái hiện tượng là hàn xì các cái công cụ hỗ trợ và các cái hung khí nguy hiểm cho các cháu thanh thiếu niên. Đến nay thì công an các xã thị trấn đã triển khai đồng loạt và thoát thống kê là đối với 194 cơ sở hàn tiện và đã tổ chức ký cam kết không hàn chế tạo các hung khí nóng cho các thanh thiếu niên trên địa bàn huyện. Qua đó thì tình hình an ninh trật tự là cơ bản đảm bảo và hay là tình hình tội phạm thanh thiếu niên của trên địa bàn huyện Kim Động là giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, công an các địa phương cũng chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Lực lượng công an đã thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức cho học sinh thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật,